một chiếc xe rất là đáng mua, nhưng mà còn nhiều người chưa biết đến nó, chưa biết đến nó luôn. Một mẫu xe sang tiền tỷ, bây giờ giá chỉ còn là hốt 200 thôi, hốt 200 một ít thôi các bác nhá, là mình có ngay một chiếc xe mẹt rất là chất như thế này rồi. Đấy. Và vẫn còn rất là đẹp, nội ngoại thất của xe còn rất là tươi mới các bác nhá. Một loại xe mà phần nội thất bên trong thiết kế rất là nhiều da các bác nhá, từ ghế da này, táp lô da, táp ni cánh cửa bằng chất liệu da. Và ghế đây các bác nhìn xem, ghế lái là nơi mà ngồi nhiều nhất trong tất cả mấy ghế đúng không ạ? Mà nó còn được đẹp như thế này. Đấy, được đẹp như thế này luôn. Đấy. Đây, logo đây. Chiếc này của em được mang tên là Mẹt C200, sản xuất năm 2008, đăng ký là đầu năm 2010, số tự động. Số tự động đây. Máy 1.8 nhiên liệu lên quanh tầm khoảng 8 lít trên 100 km các bác nhá. Và đây là điều hòa auto của chiếc xe, các bác nhìn xem. Những nút bấm, nút vặn của hệ thống điều hòa nó chưa bị bợt, chưa bị bạc các bác nhá. Nhiều con đã bị bợt bạc rồi. Đấy, và củ số của xe vẫn còn đẹp, vô lăng cũng vậy, còn khá là đẹp, không hề bị rách các bác nhá. Đây là chiếc xe mà chạy ít mà. Và đây là chìa khóa của chiếc xe, chìa khóa cắm ở đây các bác nhá. Đấy, chìa khóa có khóa khiển này. Mở cốp rồi chốt mở cửa đều có cả các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem, đồ chơi của chiếc xe cũng đã được lắp. Như đây các bác nhìn này, cái này là cái báo km bằng điện hiển thị ở trên, gọi là người ta gọi là hắt kính ạ. Hắt kính các bác nhá. Màn hình Android cỡ lớn, loại to loại lớn rồi. Âm thanh nghe tuyệt vời, có cả camera luôn. Cứ khiến toàn đây, đây cốp đồ đây các bác nhá, đây cốp đồ đây. Đấy, có định vị GPS đây. Đăng kiểm của xe là vẫn còn các bác nhá. Đấy, sàn 5D. Tất cả các phần táp đi cánh cửa này bằng chất liệu da, và da của xe các bác nhìn kỹ cho em ở đây. Mới như thế này. Da mới như thế này. Đây, da mới như thế này luôn. Đẹp như thế này luôn. Bốn cánh đẹp đều như nhau hết. Và những nút bấm khi mình chốt mở cửa nhá, các bác cứ để ý mà xem, nhiều con là nút bấm mở cửa này nó sẽ bị là bạc hết cái màu đen đi rồi, trơ hết cái màu trắng ra luôn. Đấy, con này của em là chưa bị bạc thôi nhá. Tem của nó vẫn còn nguyên này, khóa cửa xe còn được sáng như này. Đấy, chưa bị han và chưa bị mất lớp bạc ở bên ngoài các bác nhá. Đấy, xe cột kèo zin, ghế da đẹp. Rẻ nhưng mà không có lỗi đâu các bác nhá. Không có lỗi gì cả, các bác mua về là sẵn đổ xăng chạy thôi, không cần phải làm gì. Đấy, không cần phải làm gì cả các bác nhá. Và những lỗi tai nạn ngập nước cũng không có luôn, giấy tờ pháp lý chuẩn cho mình luôn, yên tâm như vậy. Và đây là phần phía sau của chiếc xe Mẹt mà em đang muốn giới thiệu các bác. Chiếc C300 này là người ta dán thêm vào cho đẹp thôi, chứ còn thì của nó là C200 các bác nhá. Khu vực phía sau này các bác nhìn xem này, có những cái mắt cảm biến chống va chạm, 1, 2, 3, 4 cái mắt cảm biến chống va chạm, rồi có camera lùi. Và biển số của xe đây các bác nhìn xem, 56789 đúng không ạ? Biển 56789 luôn. Đấy là mình đọc, mình xếp lại thì nó sẽ là như vậy đúng không ạ? Ok nhá các bác. Các bác nhìn xem, sơn xi rất bóng mượt. Tổng thành chiếc xe còn rất là mới. Từ lốp, sườn xe đấy, đến nội thất của xe đấy. Hình thức thì nó như vậy. Còn những cái mà các bác không nhìn thấy như là máy số gầm bệ, một số cái lỗi của xe các bác không nhìn thấy, bên em đảm bảo cho các bác yên tâm nhá. Xe hoàn toàn không lỗi. Đấy, và đây các bác nhìn xem, lốp dày như vậy. Thân vỏ dòng xe này thì cứng dày gấp đôi một số dòng xe Toyota luôn. Bốn táp đi cánh cửa xe mới đều như nhau hết các bác nhá. Đấy, đây phần đầu, đây là phần khu vực khoang lái của xe này. Em quay cho các bác mình xem qua phần đầu đi. À, đứng cho em nhờ đi ạ. Đây các bác nhá, các bác nhìn cho em ở phần đầu xe này. Phần đầu của xe thì cái logo nó cũng đã được thiết kế thêm cái đèn led rồi. Đấy, đèn led này. Màu xanh rất là đẹp luôn, đặc biệt là các bác mình đi ban tối nhìn rất là sướng mắt các bác nhá. Và có quả bi cầu thủy tinh được làm ở phần trong đèn này các bác nhá. Đấy, mặt nạ các bác, có xe đẹp chưa, logo to đùng đúng không? Đời thấp thì logo bé nhưng đời cao thì logo to rồi. 2008 nhưng đăng ký là đầu năm 2010 luôn. Ở phía trên đầu này có những cái mắt cảm biến chống va chạm nữa các bác nhá. Đây 1 2 3 4. Đấy, 6 mắt cảm biến chống va chạm luôn. Đấy, và đây là cái giở đèn pha các bác nhá. Ở trong đây có mí nét này, có mí đèn nét này. Đấy, bên kia cũng vậy. Đấy, đèn đốm của xe thì vẫn còn rất là đẹp nhá. Đấy, đèn ở đây thì người ta độ thêm một chút. Đấy, không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Lốp của xe này vẫn còn dày cả bộ. Đấy, sơn xi mượt mà cả con. Có xi nhan báo rẽ làm ở trên gương. Có cục gương tự động các bác nhá. Đấy, kính của xe bọc rắn xung quanh hết rồi. Hết toàn bộ hết rồi các bác nhá. Và đèn của xe các bác nhìn xem vẫn còn khá là mới như thế này. Đấy, cái này có ốp tay cầm nắm bám rồi, ốp rồi các bác nhá. Kính của xe không xước và kính của xe bọc rắn 3M rồi. Keo chỉ vẫn còn, xe không lỗi tai nạn ngập nước.
em đảm bảo cam kết cho mình xác nhận xe hoàn tiền cho nhá. Và đây là phần cánh cửa tiếp theo nữa của chiếc xe mẹc này mà em đang quay cho các bác mình xem kỹ. Xem kỹ đi các bác ơi. Bằng chất liệu da đây nhá. Da này rất là sang, da này là da đến từ nước ngoài. Da đến từ nước Đức. Cho nên là da này rất bền các bác nhá. Đấy. Những cái mẫu xe đến từ những cái nước khó tính như vậy thì các bác mình yên tâm rồi. Và đây là kính chỉnh điện của xe, gương chỉnh điện của xe nằm toàn bộ ở đây. Các bác nhìn xem những cái nút bấm, cái ký hiệu. Cái ký hiệu đây, các bác nhìn xem là nó chưa bị bạc đi nhá, nhiều con bạc rồi. Các bác để ý xem nhiều con bạc rồi đó. Nhiều con phần da này cũng bọc lại rồi, con này của em là da chưa bọc lại này. Những vị trí này là chưa bị bạc này. Đấy. Đây chưa bị bạc các bác nhá. Mỗi cái này thì nó bị tuột một tí thôi. Đấy. Và đây nút bấm ở đây cũng chưa bị bạc này. Nhiều con cái nút khóa cửa, chốt cửa này nó không còn ký hiệu đâu. Các bác nhá. Các bác để ý mà xem. Chỗ này thiết kế kiểu dạng carbon nhìn rất là sang. Chỗ này là loa. Và đây là vách cửa. Và đây là nút bấm chỉnh đèn. Đèn pha, đèn cốt các bác nhá. Đấy, tem của nó đây. Đấy, chỗ này có ốp inox rồi. Inox đây rồi. Các bác nhá. Đấy, ghế chỉnh điện này. Đấy, khóa cửa đẹp này. Tổng thành chiếc xe không có cái gì để cho mình phải phàn nàn gì cả các bác nhá. Đấy, có ga tự động cruise control được làm cái cần này các bác nhá. Có đây là cần gặp mưa, bên kia là chỉnh đèn. Đấy, có những nút bấm để mình điều chỉnh VH cũng là điều chỉnh hệ thống ở trong đây. Đây mặt đồng hồ xe đây các bác này. Đấy, tắp lô đây. Đấy, gương chống chói đây, và trần của xe thì nó là trần lý các bác nhá. Trần lý đẹp. Bây giờ em quay trời hơi tối một tí thì nó như vậy. Tiếp sẽ đóng cửa lại cho các bác mình xem sau. Và đây các bác nhìn nhá. Đẹp chưa các bác ơi? Các bác nhìn này. Lòng trong sơn xi rất sáng bóng. Đấy, rất sáng bóng. Bốn cánh cửa xe đẹp mới đều như nhau hết các bác nhá. Da dẩm của xe các bác nhìn này. Không hiện tượng xấu kém, rách hay là sứt hay là kiểu bị mòn bạc, cái này bị nói chung là bị cũ đấy, người ta gọi bị cũ. Con này của em là chưa bị cũ luôn. Vẫn còn được mới như vậy. Đấy. Em quay trời hơi tối, hôm nay trời hơi mưa. Đây có nước mưa này các bác này. Cái lòng trong sơn xi nó sáng bóng luôn nha. Đấy mà quay lúc thời tiết đẹp, trời nó sáng một chút nữa thì các bác nhìn sẽ được rõ ràng hơn rất nhiều. Đấy. Những bác nào mà hiểu về xe thì nhìn qua thôi là các bác mình biết chiếc xe này đẹp như nào. Đấy. Đây. Chỗ này có một cái tí tay, cũng là cái chỗ cho mình đựng đồ, đựng nước. Đây, các bác nhá. Đấy, cái lý bên trong đây còn mới này cơ mà. Đấy, cửa rõ đây các bác nhá. Đấy. Có tủ khiên toàn nằm ở bên đây nữa nhá. Ghế bên kia nữa, các bác nhá. Đấy, có rèm che nắng tự động, lên xuống tự động ở phía dưới đây nhá các bác nhá. Có loa ở phía dưới đây luôn. Loa đây. Đấy, đây có ba cái ghế, ba cái gối đầu. Mình có thể là lưng lên hạ xuống được, mình có thể rút ra được các bác nhá. Vâng, đóng cửa lại đi. Và đóng thì rất êm, chắc, nhẹ. Đóng nghe rất là thích tai luôn các bác ạ. Nghe phập cái nghe rất sướng. Thân vỏ căng, thân vỏ không lỗi. Tại vì là không có lỗi va chạm hay là tai nạn đâm đụng gì, cho nên là cái phần vỏ của xe nó còn được êm. Nó được đều như thế này các bác nhá. Đều như này. Nóc đây. Đấy, cốp này rất là to. Em mở cốp để các bác xem này. Cốp rất to, để đồ thoải mái luôn. Các bác cùng đồng hành xem nốt clip video này. Da các bác nhìn này. Em quay gần thêm một chút nữa nha các bác nhìn xem này. Da nó mới như thế này luôn. Đấy. Lòng cánh cửa xe đẹp như thế này luôn. Quay nhanh cũng tối mất các bác ạ. Đấy, cửa đóng này. Chắc, cực êm. Tay mở cửa rất là nhẹ nhàng. Nó ốp lốc này. Kính không xước tí nào cả này. Đấy, kính không xước tí nào nhá. Đây cánh cửa tiếp theo đây. Ok chưa, đẹp chưa các bác ơi. Các bác xem chiếc xe này mà các bác mình dành tay các bác mình nhấn cho em xin lần like, lần tim, lần chia sẻ nhá. Và các bác mình có cảm nhận gì về chiếc xe này hoặc là những mẫu xe khác, các bác mình comment phía bên dưới nhá. Nhắn tin đi bên em các bác nhá. Nhắn tin đi thì em sẽ đọc số điện thoại cho mình để mình nhắn tin qua Zalo cho bên em. Các bác nhìn xem cái khóa này, các bác nhìn xem này, nó chưa bị sứt nhá. Đây có một chút hơi sứt cái này, sứt thành màu đen này các bác này. Này chưa han, chưa sứt luôn. Tem của nó vẫn còn nguyên như vậy. Cái bản lề của nó các bác nhìn này. Dày gấp mấy lần bản lề bình thường luôn. Dày gấp mấy lần bình thường những cái chiếc xe bình thường luôn. Đây các bác nhìn nữa này. Ok chưa? Ghế da đẹp như này luôn này. Tem này nguyên này.
lòng bách cửa đẹp chưa này, bốn cánh cửa lên như này luôn, tiền thì ít, người ta gọi là tiền ít thịt nhiều đấy. Ai muốn có một cái hình tượng cao, muốn sử dụng những chiếc xe sang mà tài chính lại không nhiều thì đây là một trong những chiếc xe cho mình trải nghiệm các bác nhá. Mình có thể trải nghiệm sang một số dòng xe này. Dòng này thì các bác yên tâm, phụ tùng nó rất là nhiều, rất sẵn rẻ. Bên em có thể cung cấp phụ tùng cho toàn thể các bác luôn. Nó chỉ cao hơn, nó chỉ đắt hơn một chút so với dòng xe, một số dòng xe đến từ Nhật, đến từ Hàn thôi nhá. Thì cao hơn chút thôi, không cao nhiều đâu. Mà phụ tùng, đồ đạc của những cái dòng xe đời thấp này thì nó sẽ nhiều và nó sẽ rẻ, nó không như là những mẫu xe đời cao. Mẫu xe đời cao thì nó sẽ đắt, nó ít hơn thôi nhá. Đây, gầm này. Đời cao thì nó sẽ ít đồ đạc và nó sẽ đắt. Và những mẫu xe mà đời thấp này thì đồ đạc sản xuất ra rất là nhiều, thậm chí là tháo xe cũng rất là nhiều. Những cái đồ đoàn, những cái phụ tùng tháo xe bên nước ngoài đấy, người ta gửi về rất là nhiều các bác nhá, cho nên nó rẻ. Nhiều con xe bên nước ngoài nó ngon lắm, nó vẫn còn rất là mới luôn nhưng người ta đã bỏ đi rồi, thì người ta sẽ tháo đồ, người ta mang về Việt Nam, người ta bán các bác nhá, nó sẽ rất là rẻ. Và ngay bây giờ là cái phần động cơ khoang máy của con xe này. Đây các bác nhìn đi, máy 1.8 thiết kế máy dọc cầu sau các bác nhá. Đấy. Máy của xe thì cực chất luôn. Đấy, máy số rất ngon, máy số rất ngon các bác nhá. Các bác yên tâm, các bác yên tâm về khoang máy, động cơ của xe này. Máy số xe cũng ngon, gập bệ chạy chắc. Và mua về thì các bác cứ thế đổ xăng là chạy, không cần phải làm gì, không cần phải sửa nữa gì nữa các bác nhá. Vâng, các bác mình thấy ưng, thấy thích chiếc xe này rồi thì liên hệ cho bên em theo ba số hotline sau là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh. Kia bên kia là 225 Trường Chinh, ngân hàng HD Bank các bác nhá. Bên em có ship chuyển xe, giao xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên, đổi biển, công chứng ủy quyền cho mình ở bất cứ đâu trên toàn quốc các bác nhá. Bác nào Bắc Giang mình mua chiếc xe về mà định danh này. Đấy, giữ nguyên biển. Đấy. Giữ nguyên được cái biển đẹp luôn, và cái biển này mình có thể dùng suốt đời các bác nhá. À, bên em có thu mua lại và đổi các xe nhá. Thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng và có đổi đổi các tất cả các loại, tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng giá tiền hợp lý nhất cho các bác luôn. À, còn bác nào mà đang muốn tìm hiểu và tham khảo những mẫu xe khác bên em thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook và nhấn follow TikTok để đồng hành bên em trong thời gian tới các bác nhá. Bên em là siêu thị ô tô Hải Dương rất nhiều, hiện tại đang gần 200 xe các loại cơ. Và cuối cùng thì bác nào mà dành tay nhấn cho em xin phát like, phát tim và nhiều lần chia sẻ nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và về giá chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán là trên 200. Bác nào mà mình mua chiếc xe này, mình thích chiếc xe này, yêu chiếc xe này thì chỉ bàn về giá thôi. Và các bác mình đã biết giá, bên em báo cho bác biết rồi, mà các bác mình muốn bớt bao nhiêu nữa thì các bác cứ bảo bên em nhá. Bên em sẽ bớt hợp lý nhất cho các bác luôn. Các bác mình có thể trả giá, có thể thương lượng trực tiếp qua điện thoại hoặc là đến cửa hàng bên em để xem xe và thử cũng như là cảm nhận, rồi mình trả giá trực tiếp với nhân viên, với em luôn các bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.